Nhà thật có hai lên không được thì mình quẹo qua cái phim trường chơi ha. Khách lẻ là 105.000, mua gửi xe 5.000 là 105. Ở đây cái nhà gửi xe nè, nhà gửi xe nè, phim trường rồi đi chơi ha. Giờ coi phim trường làm cái gì này, người ta vô để người ta quay phim hay là người ta chụp hình cưới rồi đó. Thường vô khu vực này mười hai giờ 20. Đi xem khu vực này xong rồi mấy giờ có chú. Long Island, Long là dài, Island là đảo, đảo dài. Không biết nó đảo gì thì cứ đi cho biết. El Chateau, Havana. Khu vực cà phê bên đây ha. Hay gì vậy trời. Gạch này, gạch này chắc giờ gạch không nung á. Quán cà phê Home with home. Đi cà phê ha. Ôi xuống chín kìa. Ôi xuống chín trái đỏ luôn kìa. Ôi cây phượng ha. Cây phượng nè. Cây phượng mà ha. Gốc nó nè. Đẹp chưa? Rồi cao lên. Ồ, phụ đẹp quá. Này là Enchanted Garden. Rồi đi khúc này đi để cái đó lát vòng ra sau đi ha. Vào khúc này đi. Sứ. Xương rồng. Xương rồng. Xương rồng này, xương rồng xanh hồng. Đó, đường dãy xương rồng. Vô bên đây ha. Trời ơi, cỏ tưởng là cỏ thiệt hay vậy, có nhân tạo. Bãi cỏ này là bãi cỏ nhân tạo. Đây. À, thấy đẹp vậy đó, bãi cỏ nhân tạo. Quay hết trơn.
Cool. Wow. Real. Làm giá cảnh để quay phim. Này là gì vậy ta? Tự tưới vậy ta? Tự tưới. Lá rụng quá trời. Trời. Này là lấy mấy cái gốc cây á, à, dựng nó lên. Dựng nó lên làm giống như là thang. Chi que. Trời ơi, chó. Có hai con chó. Hai con chó ha. Có sỏi. Mở khóa cửa rồi. Lên trên đây còn nó thấy như thế này. Nãy ngoài trước cũng có một vài đoàn quay phim á, tao quay phim trong đó đó, không biết quay phút nào. Sử đại hả? Nó đại xanh hồng đây đó là gì? Lên vô cửa chính nè, trong đó nó bắt đèn, không biết nó là gì trong đó. Coi là mấy cầu thang đó nè, là mấy cầu thang này không biết có ai leo không, nhìn cái cây nó rụt mục hết trơn. Thôi, thang leo à, mỏng manh quá, làm giống mấy cái phim hành động. Đánh đấm rồi. Để dép ra ngoài. Thank you.
Đây là sơ cảnh ở trong